năm diễn viên bị ghét cay ghét đắng nhất màn ảnh Việt. Có nhiều diễn viên đóng vai ác đã trở thành thương hiệu, khán giả nhìn cái đã thấy căm ghét. Danh Thái, diễn viên Nguyễn Danh Thái sinh năm 1970, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Anh là một diễn viên chuyên đóng những vai phản diện, đầu gấu giang hồ, đầu trộm đôi cướp. Trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng như series Cảnh sát hình sự, Bí mật Tam giác vàng, Người phán xử và Con thuyền số phận, diễn viên Danh Thái sở hữu gương mặt dữ tợn với đôi mắt sắc lẹm và biểu cảm, không khác một gã giang hồ cộm cán. Anh được các đạo diễn đo ni cho những vai phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Nam diễn viên từng gặp nhiều rắc rối ngoài đời, thậm chí bị mắng chửi thẳng vào mặt vì đóng phim quá đạt. Tuy nhiên, nhiều bạn bè, người thân của Danh Thái đều nhận xét, ngoài đời anh là người rất hiền lành, thật thà và đặc biệt là hát rất hay. Danh Thái cũng cho hay, anh không quá bận tâm về những điều người khác nói về mình, bởi anh hiểu đó là hạnh phúc của người diễn viên khi có diễn xuất ấn tượng để lại dấu ấn với khán giả. Nguyễn Hải, diễn viên Nguyễn Hải là nam diễn viên chuyên đóng phản diện cực kỳ quen mặt trên sóng truyền hình Việt. Anh bị khán giả ghét cay ghét đắng từ vai diễn Trịnh Khả trong Chuyện Làng Nhô. Với đôi mắt một mí, khuôn mặt có vẻ gian xảo, Nguyễn Hải đã bị khán giả, nhất là khán giả nông thôn căm ghét. Là vì kẻ xúi dục nhân dân làm chuyện phi pháp và chống phá trong vai diễn ác để đời của mình. Sau vai diễn này, Nguyễn Hải phát huy thế mạnh diễn ác của mình và ghi dấu trong loạt phim Con nhện xanh, Cổ cồn trắng, Cái chết con thiên nga, Bí mật cuộc đời. Đặc biệt, Nguyễn Hải gây ấn tượng mạnh với những vai phản diện độc ác và thủ đoạn trong loạt phim Cảnh sát hình sự. Anh diễn đạt đến mức, con anh sau khi xem phim cũng đâm ra sợ bố rồi xấu hổ, đòi bỏ học vì các bạn trêu ghẹo. Bố anh thì thở dài nói, bao nhiêu vai tử tế không chọn, nó làm vậy hàng xóm tát trấu vào mặt mình. Tùng Dương có gương mặt ngoài đời khá điển trai, hiền lành. Tuy nhiên, trong những ngày đầu mới đến với phim ảnh, anh gặp thất bại liên tiếp khi đóng những vai chính diện. Chỉ đến khi nhận vai phản diện, máu diễn của Tùng Dương mới phát huy, đã gặt hái được nhiều thành công. Đóng phim từ năm 1994 và đến nay sau 21 năm, tham gia hơn 60 bộ phim truyền hình, nhưng có tới 50 phim Tùng Dương đóng vai phản diện. Tùng Dương có khuôn mặt với sự biểu cảm lạnh lùng và toát lên sự đáng sợ, rất hợp với các nhân vật phản diện thâm độc và có thủ đoạn hiểm ác. Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ có nói rằng, nếu có giải thưởng cho diễn viên đóng vai phản diện nhiều nhất, thì có lẽ Tùng Dương giành giải đầu tiên. Đóng nhiều vai phản diện quá, ngoài đời Tùng Dương cũng gặp không ít phiền toái, thậm chí bị rất nhiều người khó chịu, chỉ thẳng mặt. Mỗi lần như thế, Tùng Dương đều nóng mặt, nhưng dần dần cũng quen. Nam diễn viên lui về viết kịch bản phim và chỉ đóng một vài phim tại thành phố Hồ Chí Minh. Minh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn là gương mặt rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Không chỉ nổi tiếng chuyên chị vai điệu trong làng kịch, mà ngay cả trên màn ảnh nhỏ, Minh Tuấn cũng thường thủ vai nham hiểm, nịnh bợ điệu cán. Lý do là vì anh nổi tiếng với gương mặt trông đểu đểu gian gian, không chơi được, thậm chí ngay cả khi anh cười, người ta vẫn thấy anh xảo trá. Trong suốt hơn 20 năm theo nghiệp diễn, Minh Tuấn không nhớ nổi mình đã đảm nhận bao nhiêu vai phản diện và mức độ đểu của nó tới đâu. Vẫn biết rằng khi khán giả không yêu thương nổi cái gương mặt của mình, chẳng qua là vì diễn quá thành công những vai phản diện, nhưng Minh Tuấn vẫn thèm được làm người tử tế. Và vì đóng quá nhiều vai phản diện nên Minh Tuấn cũng bị khán giả đặc biệt danh là Tuấn Đểu. Đi diễn ở nhiều nơi, tôi không dám xuống xe. Xong một cảnh quay là phải trốn vào trong, cứ ra khỏi xe là khán giả vây quanh bàn tán. Tuấn Đểu kìa, thậm chí có người đến tận nơi, ngó vào mặt anh một lúc rồi gật gù, đểu thật. Hạnh phúc là khi được mọi người nhớ đến những vai diễn của mình, nhưng phiền toái cũng lắm. Vợ anh, diễn viên Ngọc Thư từng tâm sự, có lần hai vợ chồng cùng đoàn diễn xong một vở kịch ở trường đại học sư phạm. Đến phần giao lưu, tôi rất bối rối khi có một sinh viên hỏi thẳng, trông anh ấy rõ là không tử tế, chị lấy anh ấy có phải chịu khổ không? Chị đành phân tích, anh Tuấn ngoài đời và trên sân khấu hoàn toàn khác nhau. Duy Thanh, nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh là một diễn viên tiêu biểu cho những vai phản diện, có vẻ ngoài đáng kính, có chức vụ cao, quyền trọng nhưng bên trong lại luôn mưu mô, nham hiểm. Khuôn mặt và dáng vẻ bệ vệ khiến Duy Thanh thường được chọn vào các vai phản diện trong các phim Săn Bắt Cướp, Ngọn Đèn Trong Mơ, Đức Và Người, Khi Đàn Chim Trở Về. Vai diễn tâm đắc nhất của nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh phải kể đến vai thủ trong Đức Và Người, một đàn ông gia trưởng lắm mưu nhiều kế, đứng sau những tranh giành quyền lực chính trị trong ngôi làng nhỏ, vốn đã luôn bất hòa. Những năm gần đây, Duy Thanh lại tham gia phim truyền hình với Bảo Qua Làng, Khi Đàn Chim Trở Về Ba. Thành công trên phim ảnh, nhưng nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh không gặp may mắn ngoài đời.
ông mắc hai căn bệnh ung thư và đang tích cực chạy chữa. Tuy vậy, thời gian gần đây, ông vẫn nén đau tham gia phim ảnh với vai phản diện trong phim Lựa Chọn Cuối Cùng. Cuộc đời làm vợ cay đắng bị chồng đẹp trai đào mỏ của hai mỹ nhân Việt. Lấy chồng trai đẹp, tưởng chừng hãnh diện với đời, vậy mà cuộc đời làm vợ của hai mỹ nhân Việt này lại vướng vào vòng bi đát đớn đau. Không chỉ có nhan sắc cùng vóc dáng xinh đẹp được cánh mày râu yêu mến, hai mỹ nhân Lê Phương và Phi Thanh Vân còn có khả năng trời phú về diễn xuất cũng như kiếm tiền. Nếu như Phi Thanh Vân là một người phụ nữ sắc sảo, mạnh mẽ, nhiều quyết đoán, thì Lê Phương được biết đến là tiểu thư, xuất thân trong gia đình có nền tảng trí thức. Cả hai được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim đình đám và được nhiều fan hâm mộ. Trong lúc tên tuổi đang lên như diều gặp gió, thì bất ngờ họ lấy chồng. Công chúng mừng cho hai cô gái khi đều lấy được tấm chồng đẹp trai, khỏe mạnh và cũng có tiếng trong làng giải trí. Khi đi ra ngoài, hai cặp đôi đều được xem như hoàn hảo về mặt nhan sắc. Ấy vậy mà đùng một cái, chuyện trong chăn vỡ lẽ, hai bên tung hay nhau trên mặt báo khi đã cơm chẳng lành, canh không ngọt. Phi Thanh Vân vì mình là cái máy ATM của chồng. Những ngày đầu tháng 2, 2017, cô nàng da nâu Phi Thanh Vân bất ngờ đăng đàn mờ ám về chuyện sẽ chia tay chồng. Và ngay ngày hôm sau, thông tin Phi Thanh Vân ly thân chồng Điển Trai đã rầm rộ trên khắp các trang báo. Sự việc này khiến nhiều người khán giả yêu mến cặp đôi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Bởi ngày 18 tháng 1, cặp đôi vẫn hạnh phúc xuất hiện trong tiệc tất niên của công ty cô. Trước đó, Phi Thanh Vân còn liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng trẻ Điển Trai. Và cô thực sự khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy ghen tị khi lấy được ông chồng trẻ đẹp mà biết chiều vợ. Trong một bài báo vào giữa tháng 11, 2016, Phi Thanh Vân còn tâm sự chồng của cô có thu nhập hơn 100 triệu đồng một tháng và anh hoàn toàn không phụ thuộc vào vợ. Thông tin này càng khẳng định rằng chồng trẻ của Phi Thanh Vân không chỉ trẻ tuổi mà còn có tài. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Phi Thanh Vân đã lên tiếng tố cáo chồng ăn bám, đào mỏ và phá phách. Trước luận điệu vì nhớ con nên chồng mới phá phách và đe dọa đòi gặp con, nữ diễn viên cô gái xấu xí thẳng thừng tuyên bố nhớ con hay vì mẹ của đứa con là cái máy ATM của Bảo Duy. Một bản chất vô cùng thẳng thắn nên Phi Thanh Vân không ngại chia sẻ với Dinh. Một năm, Duy gặp con gái chắc được một hai lần, bé Tấn Đức đâu phải là con đầu lòng mà anh ấy phải nhớ phát điên lên. Người phát điên là tôi mới phải, tại sao Duy không làm việc đó với các con gái? Phải chăng vì mẹ chúng làm công nhân cạo mũ cao su, còn tôi là cái máy ATM của anh ấy? Và trên trang cá nhân của mình hiện tại, Phi Thanh Vân liên tục cập nhật những bằng chứng tố cáo chồng trẻ. Nói về nguyên nhân, vì sao cô phải đi đến bước đường này? Nữ diễn viên da nâu nghẹn lời, chưa bao giờ gục ngã trong mọi hoàn cảnh, và việc gia đình cũng vậy, kẻ giao nghiệp sẽ gặp nghiệp, chị không thể yếu mềm để bị vùi dập khi bản thân mình đã phải lăn lộn kiếm tiền lo cho cuộc sống. Lê Phương chạy từng đồng để mua sữa vẫn phải trả nợ cờ bạc cho chồng. Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong làng giải trí phía Nam. Cặp đôi đẹp xuất sắc ở nhiều vai diễn và có một lượng fan khá đông đảo. Đến năm 2012, sau nhiều sóng gió, chàng tài tử Long Thành cầm giả cả đã nên duyên cùng cô gái Trà Vinh Lê Phương trong sự hâm mộ của mọi người. Nhưng chỉ hơn 2 năm sau cuộc sống hôn nhân như mơ ấy, Lê Phương đã phải đắn đót lên mặt báo để tố cáo chồng của mình. Chân dung của Quách Ngọc Ngoan lãng tử đẹp trai đã phần nào được hé mở trong mắt khán giả. Theo đó, nữ diễn viên xinh đẹp đã chia sẻ rằng Ngọc Ngoan đã từng nhiều lần vay tiền của cô. Trong tâm thư công khai, Lê Phương đã nghẹn ngào: "Số tiền đó tất cả đều là những mồ hôi nước mắt, lao động cực khổ của tôi mới có." Lê Phương cũng cho biết thêm, trong khi cô phải chạy từng bữa sữa cho con, thì Quách Ngọc Ngoan lại ăn chơi, chân diện thoải mái mua sắm. Người đẹp gốc Trà Vinh đã đau đớn đến tột cùng và không thể chịu đựng được những thói sống ảo của chồng. "Số tiền anh mượn tôi nhiều lần, để làm gì thì anh biết rõ nhất. Tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt và cả máu của mình, đã buộc lòng phải xa con, làm việc cực lực để nuôi chồng, nuôi con. Tôi không cần nữa, tôi chấp nhận ly hôn và nuôi con với hai bàn tay trắng. Xem như tôi dùng số tiền đó để làm từ thiện. Tôi mua đất cho con mình, mua sự bình yên trong lòng mình trước những sóng gió anh đã gieo hết lên đầu tôi, để tôi còn có thể bình tâm mà đi làm, kiếm tiền nuôi con nữa." Đây chính là những lời mà Lê Phương đau đớn nói về người chồng sống bạc. Không chỉ dừng lại ở việc bị chồng đào mỏ, bội bạc, ngoại tình, Lê Phương còn bị chồng cũ đăng đàn tố ngược. Trong lúc người đẹp mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Lê Phương đã vô cùng buồn bã suốt một thời gian dài mới cân bằng được cuộc sống.
Rõ ràng, dù lấy được người chồng điển trai hào hoa, nhưng Lê Phương và Phi Thanh Vân vẫn không cảm thấy được hạnh phúc. Họ đã phải đăng đót lên tiếng về nỗi bất hạnh của cuộc đời mình.